Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô hướng dẫn cho các con tiết luyện từ và câu. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ các con nhé. Vừa rồi các con học các cái câu trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ. Vậy đó là những quan hệ từ nào? Như là, và, với, hay, hoặc, vân vân. Còn các cặp quan hệ từ các con thường dùng là vì nên, do nên, nhờ mà, nếu thì, giá thì, hễ thì, tuy nhưng, mặc dù nhưng, chẳng những mà, không chỉ mà. Đó là kiến thức các con đã học ở bài trước nhé. Thì tiết học hôm nay cô hướng dẫn các con hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả, giả thiết kết quả, điều kiện kết quả để giúp cho các con phân biệt quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ trong câu ghép biểu thị nghĩa của chúng khác nhau như thế nào. Cô hướng dẫn các con tìm hiểu qua bài luyện từ và câu nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Trước khi vào bài mới, các con cần nắm được mục tiêu của bài như sau. Thì các con phải hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả, điều kiện kết quả, giả thiết kết quả, điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí của các vế câu để tạo ra những câu ghép, học thuộc các quan hệ từ, cặp quan hệ từ, chỉ nguyên nhân kết quả, điều kiện giả thiết kết quả. Cái thứ hai nữa là các con chuẩn bị cho cô các đồ dùng học tập như là vở, sách, bút, thước, vân vân. Trước khi vào bài mới, cô cho các con tìm hiểu qua hai nội dung. Nội dung thứ nhất, nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ nguyên nhân kết quả. Nội dung thứ hai, nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ điều kiện giả thiết kết quả. Trước khi vào bài mới, cô giúp cho các con tìm hiểu bài nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ nguyên nhân kết quả. Các con hãy lấy sách giáo khoa ra trang 32 và 33. Để bắt đầu vào tiết học, các con hãy nhìn lên màn hình đọc cho cô yêu cầu thứ nhất. Hãy sửa lại câu sau thành câu đúng theo hai cách khác nhau. Cô có một ví dụ. Vì thời tiết xấu nên cuộc tham quan của trường không hoãn lại. Cô đưa ra ví dụ không phù hợp về cặp quan hệ từ và sai về nội dung. Vậy các con hãy suy nghĩ sửa lại bằng cách nào? Có hai cách để sửa lại. Thứ nhất là thay đổi nội dung. Thứ hai là thay đổi cặp quan hệ từ cho phù hợp hơn. Các con hãy bấm nút dừng, suy nghĩ trả lời rồi sau đó quay lại màn hình đối chiếu kết quả của cô nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình cô sửa lại như sau. Thứ nhất, cô thay đổi về nội dung. Vì thời tiết xấu nên cuộc tham quan của trường bị hoãn lại. Cô thay từ không thành từ bị. Cô thay ví dụ thứ hai cũng về mặt nội dung. Vì thời tiết đẹp nên cuộc tham quan của trường không hoãn lại. Cô thay từ xấu thành từ đẹp. Vậy cô thay về mặt nội dung, các con đọc thấy câu văn có nghĩa phải không nào? Giờ cô thay về cặp quan hệ từ. Cặp quan hệ từ vì nên, cô thay bằng cặp quan hệ từ mặc dù nhưng. Cô đọc nhé. Mặc dù thời tiết xấu nhưng cuộc tham quan của trường không hoãn lại. Vậy các con thấy, vừa thay đổi nội dung vừa thay đổi cặp quan hệ từ, thì các con thấy câu ghép trên đọc lên có nghĩa phải không nào? Các con hãy nhìn lên màn hình nghe cô phân tích như sau. Muốn xác định các vế câu trong câu ghép thì trước hết các con hãy dùng gạch chéo ngăn cách hai vế câu. Vậy cô ngăn cách hai vế câu thì vế thứ nhất là thời tiết xấu, có từ quan hệ là vì, đó chính là chỉ nguyên nhân. Vế thứ hai, cuộc tham quan của trường bị hoãn lại, chỉ kết quả. Ở ví dụ này có cặp quan hệ từ vì nên, đó chính là câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả. Ở ví dụ thứ hai cũng tương tự, trước hết cô dùng dấu gạch chéo ngăn cách hai vế câu, rồi sau đó tìm vế thứ nhất, đó là thời tiết đẹp thì chỉ nguyên nhân. Thứ hai, cuộc tham quan của trường không hoãn lại, chỉ kết quả. Ở ví dụ này có cặp quan hệ từ vì nên, đó chính là câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả. Ở ví dụ thứ ba, mặc dù thời tiết xấu nên cuộc tham quan của trường không hoãn lại, trước hết cô dùng dấu gạch chéo ngăn cách hai vế câu. Vậy với thứ nhất là thời tiết xấu, có quan hệ từ là mặc dù,
dạy chỉ nguyên nhân. Với thứ hai, cuộc tham quan của trường không phản lại chỉ kết quả và có cặp quan hệ từ mặc dù nhưng. Thì vừa rồi cô cho các con một ví dụ mà các con đã sửa lại thành ba câu như trên, thì các con thấy thứ nhất câu văn có nghĩa, thứ hai là giúp cho các con xác định được các cái câu và tìm được các cặp quan hệ từ vì nên, mặc dù nhưng, đó là câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả đấy các con ạ. Chỉ các con đối chiếu kết quả của các con có giống với cô không nào? Để giúp cho các con nắm được thế nào là câu ghép và biết xác định mối quan hệ giữa hai vế câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả như thế nào, cô hướng dẫn các con qua bài tập số 2. Cô mời các con đọc, thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả. Thì ở bài tập này cô có hai ví dụ như sau: vì Nam kiên trì luyện tập B nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Các con thấy ở ví dụ A có một vế câu đứng ở vế thứ nhất, còn ấy ở ví dụ B có một vế câu đứng ở vế thứ hai. Vậy các con hãy tìm một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả như thế nào. Các con hãy bấm nút dừng làm bài, sau đó quay lại màn hình đối chiếu kết quả của cô nhé. Thì ở ví dụ A, cô thêm một vế câu tạo thành câu ghép như sau: vì Nam kiên trì luyện tập nên bạn ấy đã trở thành một cầu thủ giỏi. Thì ở ví dụ cô vừa đưa ra có cặp quan hệ từ là vì nên. Vậy vế thứ nhất là Nam kiên trì luyện tập, vế thứ hai bạn ấy đã trở thành một cầu thủ giỏi. Các con hãy lưu ý cặp quan hệ từ vì nên là phù hợp, còn nội dung có thể các con làm khác cô cũng được nhé. Vậy con thấy ví dụ trên đó là câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả có cặp quan hệ từ là vì nên. Còn ví dụ thứ hai có một vế câu đứng ở phía sau, vậy các con thêm một vế câu nữa cho phù hợp. Các con hãy lưu ý hai vế câu có quan hệ từ nên. Vậy ở vế thứ nhất các con nên sử dụng cặp quan hệ từ nào cho phù hợp? Cô có ví dụ như sau: nhờ cả tổ giúp đỡ tận tình nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Vậy cô điền một vế thứ nhất đó là nhờ cả tổ giúp đỡ tận tình. Vậy ví dụ này có cặp quan hệ từ là nhờ nên. Vậy vế thứ nhất cả tổ giúp đỡ tận tình, vế thứ hai Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập, đó là câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả có cặp quan hệ từ nhờ nên. Vậy các con hãy so sánh kết quả của các con có giống với cô không nào? Để giúp cho các con hiểu rõ về câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả và các con xác định đúng quan hệ từ, cặp quan hệ từ, cô hướng dẫn các con qua bài tập số 3. Các con hãy cùng cô đọc nhé. Chọn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu ghép sau. Cô có hai ví dụ: A chấm 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 An chăm chỉ học tập chấm 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 bạn ấy đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic. B chấm 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 Lan chủ quan nên bạn làm sai bài toán này. Các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài, sau đó các con hãy bấm nút dừng rồi quay lại màn hình để đối chiếu kết quả của cô nhé. Vậy hai ví dụ trên các con điền cặp quan hệ từ nào? Thì ở câu A thì các con có thể điền các cặp quan hệ từ như là do nên, do mà, nhờ mà. Nhưng ở ví dụ này dẫn đến kết quả tốt thì cô sử dụng cặp quan hệ từ nhờ mà. Còn ở ví dụ B thì các con có thể điền các cặp quan hệ từ khác cũng phù hợp, ví dụ như là tại vì, cho nên, do mà. Mà ở ví dụ cô đưa ra cặp quan hệ từ do nên. Vậy các con hãy đối chiếu đáp án của các con có giống với cô không nào? Các con đã tìm hiểu các vế câu trong câu ghép, biết xác định được các vế câu và biết sử dụng các quan hệ từ, cặp quan hệ từ. Bây giờ các con hãy lấy vở ra, ghi các quan hệ từ, cặp quan hệ từ vào vở, rồi sau đó các con hãy nhìn lên màn hình đối chiếu kết quả của cô nhé. Thì để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nói với chúng bằng một quan hệ từ như những quan hệ từ nào nè: vì, bởi vì, nên, cho nên. Còn các cặp quan hệ từ như là vì nên, bởi vì, cho nên, tại vì, cho nên, do mà, nhờ mà. Vậy các con hãy
đối chiếu kết quả các con với cô không như thế nào? Để thay đổi không khí tiết học, cô cho các con vào góc sân tranh. Các con hãy quan sát bức tranh và đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân kết quả. Thời gian làm bài các con 2 phút bắt đầu. Các con hãy bấm nút dừng và sau đó quay lại màn hình để đặt câu cho cô và các bạn nghe nhé. Thì cô có một ví dụ như sau. Do mọi người có ý thức về luật giao thông nên nước ta không còn tai nạn xảy ra. Cô nghĩ rằng các con đặt ra rất nhiều ví dụ phải không nào? Vừa rồi các con đã biết xác định và tìm được các quan hệ từ, cặp quan hệ từ dùng để nối các vế trong câu ghép biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả. Vậy nối các vế câu ghép điều kiện kết quả, giả thiết kết quả thì các con sẽ dùng các cặp quan hệ từ nào? Các con hãy mở sách giáo khoa ra trang 38 và 39. Trước khi vào bài mới, cô có một ví dụ như sau. Cô mời các con đọc cho cô yêu cầu thứ nhất. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau? A. Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm. B. Con phải mặc ấm nếu trời rét. Các con hãy lưu ý, qua hai ví dụ trên yêu cầu chúng ta làm gì? Như vậy, để làm bài tập này, các con hãy đọc kỹ từng câu văn, xác định các vế câu trong mỗi câu ghép bằng cách gạch chéo ngăn cách hai vế câu, khoanh tròn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế trong câu ghép. Nhận xét cách nối trong hai câu ghép này có gì khác nhau? Thời gian làm bài của các 3 phút bắt đầu. Các con hãy bấm nút dừng, sau đó quay lại màn hình đối chiếu kết quả của cô nhé. Bây giờ các con hãy quay trở lại màn hình chú ý nghe cô giảng bài nhé. Trước hết cô hướng dẫn các con qua ví dụ thứ nhất. Thì muốn xác định câu văn trên có phải là câu ghép không, trước hết các con hãy dùng dấu gạch chéo ngăn cách hai vế câu. Vậy ví thứ nhất là trời trở rét, có quan hệ từ là nếu, đó là chỉ điều kiện. Ở vế thứ hai, con phải mặc thật ấm, có quan hệ từ là thì, chỉ kết quả. Vậy câu văn nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm, có cặp quan hệ từ là nếu thì, đó chính là câu ghép chỉ điều kiện kết quả. Ở ví dụ B, các con cũng làm tương tự ở ví dụ thứ nhất. Các con hãy dùng dấu gạch chéo ngăn cách hai vế câu. Vậy với câu thứ nhất con phải mặc ấm, đó là chỉ kết quả. Ở với câu thứ hai là trời rét và có dùng quan hệ từ nếu và có dùng dấu phẩy để tách hai vế câu trong câu ghép. Vậy các con thấy hai ví dụ A và B có nội dung giống nhau nhưng cách nối hai câu ghép khác nhau. Ở câu A thì sử dụng cặp quan hệ từ nếu thì, còn câu B có sử dụng quan hệ từ nếu và có dùng dấu phẩy để nối hai vế trong câu ghép. Vậy các con xem đáp án của các con có giống với cô không nào? Thì vừa rồi các con biết xác định từng vế câu trong câu ghép và có sử dụng quan hệ từ, cặp quan hệ từ chỉ điều kiện, giả thiết kết quả để đặt câu, thì giúp cho các con hiểu rõ và phân biệt câu nào là câu ghép chỉ điều kiện kết quả, giả thiết kết quả, thì các con hãy qua bài tập số 2. Các con hãy đọc cho cô yêu cầu bài 2, tìm vế câu chỉ điều kiện giả thiết với câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nói chúng trong những ví dụ sau. A. Nếu ông trả lời đúng ngược của ông đi một ngày được mấy bước, thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày đi được mấy đường. B. Nếu là chim, tôi sẽ là lò bồ khâu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đó hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vần mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Trương Quốc Khánh. Vậy hai ví dụ trên thì các con hãy đọc kỹ yêu cầu đề bài. Vậy các con hãy xem với câu nào chỉ điều kiện, giả thiết với câu nào chỉ kết quả. Các con hãy bấm nút dừng, trả lời câu hỏi, sau đó quay lại màn hình đối chiếu với kết quả của cô nha. Bây giờ các con hãy quay trở lại màn hình chú ý nghe cô giảng bài nhé. Để giúp các con tìm được với câu chỉ điều kiện, giả thiết với câu chỉ kết quả, thì ở ví dụ thứ nhất các con hãy dùng dấu gạch chéo ngăn cách hai vế câu. Giả ví dụ A có hai vế câu. Với câu thứ nhất, ông trả lời đúng ngược của ông đi một ngày được mấy bước và có quan hệ từ nếu, đó là chỉ điều kiện. Với câu thứ hai, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày đi được mấy đường, có quan hệ từ thì. Giả ví dụ A có cặp quan hệ từ nếu thì, đó là câu ghép chỉ điều kiện kết quả. Ở câu văn này trích từ câu chuyện cậu bé thông minh, câu chuyện ca ngợi tài trí cũng như trí thông minh của cậu bé còn nhỏ tuổi
mà cậu đã vượt qua nhiều thử thách của nhà vua nên đã trở thành một trạng nguyên đấy các con ạ. Các con hãy qua ví dụ B. Thì ở ví dụ B có sử dụng dấu phẩy tách hai vế câu trong câu ghép và có quan hệ từ nếu. Các con hãy chú ý nhìn lên màn hình nhé. Các con hãy nhìn ba ví dụ đầu, đó chính là câu ghép chỉ giả thiết kết quả. Còn ở câu cuối cùng đó là câu đơn, có một vế câu ở đầu câu, đó chính là trạng ngữ. Các con biết không, đây là một đoạn của bài hát do nhạc sĩ Trương Quốc Khánh sáng tác. Đó là bài hát gì? Các con có nhớ tên không nào? Đó là bài hát Tự Nguyện đấy các con ạ. Đoạn bài hát này sáng tác ở phong trào hát cho đồng bào Tân Nghe năm 1968. Đây là bài hát sống mãi trong lòng của những người có tuổi thanh xuân sống trong chiến tranh, là bài hát thể hiện ước mơ của mỗi người đất nước không còn chiến tranh, sống trong độc lập và hòa bình. Ở đoạn bài hát này các con biết hát không nào? Vậy các con hãy hát theo nhạc nhé. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. À, đoạn bài hát hay quá phải không các con? Qua các ví dụ trên thì các con đã biết xác định được vế câu trong câu ghép và xác định được quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong câu ghép chỉ điều kiện kết quả, giả thiết kết quả. Vậy để thể hiện quan hệ điều kiện kết quả, giả thiết kết quả giữa hai vế câu, ta có thể nói chúng bằng một quan hệ từ như là những từ nào? Nếu, hệ, giá, thì. Còn một cặp quan hệ từ như là nếu thì, nếu như thì, hệ mà thì, giá thì. Các con hãy bấm nút dừng, ngồi đọc lại cho nhớ không nào. Thì qua các bài tập trên, cô nghĩ rằng các con đã hiểu bài, các con biết vận dụng kiến thức và biết xác định các vế câu trong câu ghép và nắm được các quan hệ từ, cặp quan hệ từ. Bây giờ cô củng cố kiến thức cho các con nhé. Bài tập thứ nhất, hãy đặt hai câu ghép nói về học tập, trong đó A biểu thị quan hệ điều kiện kết quả, B biểu thị quan hệ giả thiết kết quả. Bài 2, điền quan hệ từ, cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả. A, vì Lan không thuộc bài, chấm chấm chấm. B, chấm chấm chấm, thời tiết thuận, chấm chấm chấm, cây cối xanh tươi tốt. Ba, cô có 3 bức tranh, các con hãy chọn một trong 3 bức tranh. Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu, trong đó có sử dụng hai cặp quan hệ từ mà các em đã học. Mà hai cặp quan hệ từ là gì? Các con đã học là câu quan hệ từ thứ nhất là chỉ nguyên nhân kết quả, giả thiết kết quả hoặc là điều kiện kết quả. Sau khi làm bài xong thì các con hãy gửi qua thầy cô để nhận xét và sửa bài cho các con nhé. Thì qua bài học này thì các con ở nhà học thuộc cho cô hai ghi nhớ và hoàn thành bài cho đầy đủ nhé. Chuẩn bị bài nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tiếp theo. Tiết học của các con đến đây là hết rồi. Cô Miến chào tất cả các con, chúc các con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại.